Theo thông tư số 15-2022 của Bộ Công an, nếu sau 20 ngày tính theo ngày thông thường, không phải ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan công an gửi thông báo phạt nguội, những người vi phạm không đến giải quyết thì phương tiện sẽ bị đưa vào phần mềm cảnh báo đăng kiểm của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Trước đây, ô tô bị cảnh báo đăng kiểm do chưa nộp phạt nguội, phương tiện vẫn được thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm thời hạn 15 ngày nếu đạt để tiếp tục tham gia giao thông. Trong thời gian 15 ngày này, chủ xe thực hiện nộp phạt nguội, nhận giấy thông báo về việc đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính, sau đó đưa xe đi đăng kiểm. Tuy nhiên, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết, từ ngày 8 tháng 6 năm 2023, khi Nghị định số 30 năm 2023, Quy định về Dịch vụ Kinh doanh Kiểm định xe cơ giới có hiệu lực, Quy định cấp giấy chứng nhận thời hạn 15 ngày cho xe chưa nộp phạt nguội đã không còn tại khoản 22 điều 1 của nghị định này quy định các trung tâm đăng kiểm chưa thực hiện kiểm định đối với các trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Vì vậy, chủ xe cần thường xuyên kiểm tra ngày đến hạn kiểm định của ô tô, chủ động tra cứu dữ liệu, cảnh báo đăng kiểm do phạt nguội của phương tiện tại phần mềm tra cứu của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Nếu xe đã đến hạn kiểm định nhưng chủ xe không kịp nộp phạt nguội thì sẽ bị từ chối kiểm định ngay và không còn được đăng kiểm tạm trong thời hạn 15 ngày như trước đây. Đồng thời chủ xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường sẽ bị cảnh sát giao thông kiểm tra xử phạt